Vừa qua, Ủy ban thành phố đã phê duyệt quy chế quản lý kiến trúc thành phố, trong đó có quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm theo quy chế kiến trúc mới, gồm nhiều bản đồ về khu chức năng, giao thông, quảng cáo, bến bãi, v.v. Nhưng trước khi vào chi tiết thì mời cả nhà xem qua cập nhật nhanh các dự án như tái lập mặt bằng đường Lê Lợi, cầu Ba Son và mở rộng đường Nguyễn Văn Linh. Còn đường Lê Lợi giao với Master dài 100 m đã được rải các lớp đá dăm, trong lớp rào chắn mặt bằng đoạn đường đã lộ diện liền mạch với đoạn đường đã hoàn thành vào tháng 4 năm rồi. Tiến độ là đang lưu nền đá dăm để chuẩn bị rải nhựa trong mặt đường. Bó vỉa hè đã hoàn thành cùng với hệ thống thoát nước. Những tấm rào chắn nhiều năm nay chuẩn bị được tháo dỡ sau khi đoạn đường được hoàn thiện trải nhựa. Đoạn đường mặt bằng dài hơn 200 m từ đường Baxter đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa cũng đang được khẩn trương thi công, tái lập để kịp trả mặt bằng cuối tháng 4 này. Còn đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến chợ Bến Thành có nguy cơ vẫn còn rào chắn do không thể hoàn thành kịp như dự kiến và hẹn sẽ hoàn thành toàn bộ mặt bằng đoạn này và ga Metro Bến Thành trong tháng 9 tới. Sau đây là một vài hình ảnh của cầu Thủ Thiêm 2 đã có tên chính thức là cầu Ba Son. Còn đây là tiến độ trải nhựa đường Nguyễn Văn Linh. Rồi, giờ mời mọi người cùng mình vào nội dung chính là tìm hiểu về khu đô thị mới Thủ Thiêm trong cái quy chế quản lý kiến trúc thành phố mới vừa được phê duyệt cách đây vài ngày. Thì cái bản đồ đầu tiên là xác định lại cái ranh của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Mình đã vẽ lên đây cho mọi người dễ xem. Cái đường màu đỏ này chính là cái ranh mới nhất của khu đô thị mới Thủ Thiêm với phường An Khánh kế bên. Và nó đi dọc theo cái sông Sài Gòn như thế này. Thì diện tích của nó là 730 hecta, tương đương là 7,3 km². Thì như chúng ta đã biết, khu đô thị mới Thủ Thiêm là được phê duyệt từ thời Thủ tướng Võ Văn Kiệt vào năm 1996. Tính đến thời điểm này thì coi như đã hơn 25 năm. Đầu tiên là xác định lại cái ranh, tức nghĩa là nó loại bỏ cái thằng Lan Anh ra nè.
rồi nó chạy cặp theo con đường Trần Bạch Đằng, đi ra tới cái đường Trần Não, rồi sau đó cặp theo Trần Não đi xuống ngang với cái khu tái định cư Thủ Thiêm nè. Và ở chỗ này đặc biệt nó lòi ra một phần như thế này nè ha, y như mình vẽ đây. Rồi ở đây nó lại đặc biệt nè, nó chừa cái phần này nó lại lòi ra khỏi khu đô thị mới Thủ Thiêm, nó kế bên cái trường học An Khánh nè ha. Rồi nó đâm thẳng qua cái đập cái tre, đâm qua đường Mai Chí Thọ như thế này, rồi xuống dưới đây thấy cái phần bên đây một chút nè, cái ranh nó hơi là lạ như vậy. Rồi nhờ mọi người, nữa mời mọi người xem lại cái ranh của khu đô thị mới Thủ Thiêm và phường An Khánh. Rồi tiếp tục qua bản đồ thứ hai, đây là bản đồ về các bảng quảng cáo đặt ở đô thị mới Thủ Thiêm. Thì đầu tiên là cái loại bảng quảng cáo mà đặt ở dãy đường khoảng cách trên đường Trần Bạch Đằng, thì ở đây ta thấy có đoạn đầu là có 5 bảng quảng cáo, đoạn thứ hai là 678 ở chỗ Hằng Empire City là thứ 9, rồi một cái bảng cuối cùng là bảng thứ 10 là nằm ngay trên trung tâm thể dục thể thao. Ngoài ra là ta có những cái màn hình điện tử quảng cáo nữa, ví dụ như ở chỗ con rạch nhân tạo và cái đường ven hồ nè, rồi cặp hai bên cây cầu Thủ Thiêm nè, cặp hai bên cầu Ba Son nè. Cái chỗ đường đi bộ thì không có màn hình điện tử quảng cáo, ở chỗ hầm Thủ Thiêm thì có hai cái, rồi ở chỗ cầu Thủ Ngữ thì cũng có hai cái màn hình quảng cáo, tại cầu Bến Nghé cũng có hai cái màn hình quảng cáo hai bên. Rồi cuối cùng các biển quảng cáo ở vị trí màu tím này, đây là mấy cái bảng quảng cáo thương mại và quảng bá hình ảnh của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Là mình thấy ở đây là ngay chân cái tháp 88 tầng của Empire City. Chỗ này là cái góc ngã tư cái đường ven hồ và đường Nguyễn Cơ Thạch. Ở góc này là ven với cái đường đại lộ Mai Chí Thọ nè. Và một cái ngay chân cái ranh cũng dọc theo đường Mai Chí Thọ nữa nè. Đây là bản đồ các công trình điểm nhấn quan trọng của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nó được đánh số từ 1 đến 11. Số 1 này là bảo tàng, số 2 là trung tâm hội nghị, số 3 là khách sạn 6 sao, số 4 là nhà hát Opera, số 5 là trung tâm thông tin quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, số 6 là tháp quan sát 88 tầng, số 7 là nhà thi đấu đa năng, số 8 là cung thiếu nhi, số 9 là trụ sở cơ quan hành chính quản lý khu đô thị mới Thủ Thiêm, số 10 là bệnh viện quốc tế, số 11 là cảng du thuyền, số 12 là khách sạn nghỉ dưỡng đô thị. Còn đây là bản đồ các phân khu của khu đô thị Thủ Thiêm. Nó được đánh số từ 1 đến 8. Thì ở trong đây là màu đỏ là thương mại, màu cam là kết hợp thương mại và dân cư đa chức năng, còn màu vàng này á đặc thù là dân cư, còn cái màu tím tím nhạt này chính là trường học, màu xanh này là bệnh viện. Còn đây là bản đồ về các công viên. Màu vàng nhạt này chính là cái quảng trường, rồi cái màu vàng đậm này chính là công viên Sài Gòn, cái xanh này là công viên hồ trung tâm, rồi mấy cái màu vàng đậm này là công viên ngập nước vùng châu thổ phía nam, cái đỏ này là công viên cung thiếu nhi, mấy cái xanh nhạt này là công viên công cộng. Còn đây là bản đồ về chiều rộng của các con đường ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thì ta thấy ở đây con đường Trần Bạch Đằng là rộng 55m, tiếp đến là con đường Nguyễn Cơ Thạch này là rộng 44,7m, con đường nối lên cầu Thủ Thiêm 3 là 36,2m, rồi cái con đường ven hồ trung tâm là 29,2m, còn con đường châu thổ này là 11,6m, còn con đường mà ven sông hiện tại nó đang mang tên là Nguyễn Thiện Thành thì là 28,1m. Mấy cái ô tam giác này chính là trạm điện, còn mấy cái ô vàng đậm tròn này chính là trạm nhiên liệu, còn cái tròn màu vàng này chính là trạm xử lý nước thải. Còn đây là bản đồ của các đường nội bộ. Thì ở đây ta thấy những cái con đường mà trong phân khu số 1, số 2 có lộ giới là 26,6m, còn những con đường mà trong phân khu số 3, số 4, số 5 là có lộ giới là 22,6m, là những con đường màu vàng nhạt này. Thì ở đây chúng ta thấy có hai loại, loại màu đỏ này là tuyến phà và các trạm dừng, nó đi dọc theo sông Sài Gòn. Thì ở bên cái khu của Hồng Ba Son nó có một cái trạm dừng, rồi mình thấy ở đây là xuất hiện ở bên công trường Mê Linh cũng có một cái trạm, ở bên gần cầu đi bộ cũng có một cái trạm nữa nè, rồi bên đường Hàm Nghi có một trạm nữa. Còn cái đường xanh này á là cái tuyến taxi thủy và các trạm dừng. Thì cái tuyến này nó bắt đầu ở chỗ cầu Thủ Thiêm, nó có một cái trạm ở bên con rạch nhân tạo bên đây ha, rồi nó cũng có một cái trạm ở bên công trường Mê Linh.
và cuối cùng trạm ở Bến Du Thuyền.